Lộc, may mắn cho Chào người cả xem nhà phim đã này. đến với kênh Và phim chính sự xuất Mappy. hiện Chúc của cả con nhà rồng xem phim đã vui cứu vẻ. mạng cậu bé. Chỉ mới đây thôi, hoàng tử để lấy được xương rồng, không tiếc sai người tận diệt gia đình cậu bé. Cha đã hy sinh để bảo vệ cậu, ngay tại chỗ bị người của hoàng tử giết. Mẹ cậu biết không thể trốn thoát, cuối cùng đưa xương rồng cho cậu, nói với cậu rằng xương rồng nhất định không thể để kẻ xấu chiếm. Vừa nói xong, xương rồng trong tay phát ra ánh sáng vàng, một con rồng thần từ trời bay xuống nhập vào cơ thể cậu bé. Đó là cảnh tượng ban đầu. Cuối cùng, mẹ của cậu bé để che chở cho cậu chạy trốn cũng bị giết một cách tàn nhẫn. Chớp mắt 20 năm, hoàng tử ngày xưa đã trở thành hoàng đế, và những năm qua luôn tìm kiếm dấu tích của xương rồng. Hôm đó, thái giám nói đã có tung tích của xương rồng ngay tại một thị trấn nhỏ. Vì vậy, hoàng đế vội vàng lên đường tìm kiếm. Mặt khác, cậu bé ngày xưa giờ đã lớn, hiện đã trở thành quan huyện tại địa phương. Dưới sự quản lý của anh, thị trấn nghèo này rất thịnh vượng, và vợ anh cũng đã mở một tiệm bán bánh bao, kinh doanh rất thành công. Lúc hoàng đế tìm xương rồng đến tiệm bánh bao của vợ chàng trai, cô vội vàng tiến lên hỏi hắn mua gì, nhưng hoàng đế đề tiện lập tức bị vẻ đẹp của cô hấp dẫn và bắt đầu có những hành động quấy rối. Cô tức giận yêu cầu hắn rời đi, nhưng lại bị hoàng đế ôm chặt vào lòng. Hành động này làm mọi người tức giận. Hàng xóm muốn qua bênh vực, nhưng lại bị hoàng đế độc ác giết chết bằng một đòn đánh. Ngươi đang tự tìm chết à? Đây là của đại nhân. Phu nhân, chạy làm gì? Nếu ngươi dám làm gì ta, chồng ta sẽ không để yên cho ngươi. Chồng ta là Diên Vân à? Đại nhân, bức tranh đã ra. Nghe nói ở Trung huyện có một tiệm bánh bao nổi tiếng xa gần. Tiệm bánh bao đó là tiệm của vợ ta. Thật là ông ấy đã đến tiệm bánh bao của vợ ta. Tránh ra! Vương Cường, Trương Lượng, các người theo ta đến tiệm bánh bao. Con trai, Tân Nguyệt, thông báo cho sư gia. Nương tử, đợi ta. Đừng đến gần. Đừng đến gần. Thật là thơm, ngài Diên nói quả không sai. Đây thực sự là một món ngon hiếm có. Cút đi, đợi phu quân ta trở về, nhất định sẽ tống ngươi vào ngục. Ngươi là loại cầm thú không bằng loài súc vật. Mỹ nhân không nên nói chuyện, ngươi vừa mở miệng là đã phá vỡ cái vỏ bọc hoàn hảo này rồi. Thật là đáng tiếc. Ta chỉ có thể cắt lưỡi ngươi mà thôi. Đừng mà, a. Nương tử. Phu quân, Diên huynh, ngươi đến rồi. Còn phải cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng và chỉ đường cho ta, nếu không, làm sao ta có thể tìm được những chiếc bánh bao ngon như vậy? Nếu ta biết ngươi là kẻ điên rồ như vậy, ta chắc chắn sẽ không cứu ngươi. Khoan đã, ngươi đừng động vào cô ấy. Ngươi nói đi, ta phải làm gì, ngươi mới thả cô ấy? Thả cô ấy, tất nhiên là được rồi. Yêu cầu của ngài Diên, ta tất nhiên sẽ đáp ứng. Nhưng, chúng ta chơi một trò chơi đi. Nếu ngươi thắng, ta sẽ thả cô ấy. Được thôi, trò chơi gì? Chúng ta cược xem, hôm nay phu nhân ngươi kiếm được bao nhiêu tiền, là số lẻ hay số chẵn? Ngươi đã nghĩ xong chưa? Được. Là số chẵn. Đếm thử xem. Nếu là số chẵn, ta sẽ thả cô ấy. Nếu là số lẻ, cô ấy phải chết. Ngươi đừng động vào cô ấy. Tim đập thình thịch. Là số chẵn. Thật sự là số chẵn rồi, ta đã thắng, hãy thả thê tử của ta. Thê tử. Thê tử, bây giờ là số lẻ rồi. Thê tử. Đứa bé. Con của chúng ta. Ta đã có con của chúng ta rồi. Không sao đâu, nàng sẽ ổn thôi. Xin lỗi, ta không thể tiếp tục ở bên chàng. Đừng mà, thế tử. Lá bộ bình an này, chàng hãy mang theo, giống như ta luôn ở bên chàng. Không, đừng mà, phu quân. Thế tử. Nàng tỉnh lại đi, thế tử. Chị dâu. Tiêu Hiền, ta muốn ngươi đền mạng. A Cường, A Lượng, tại sao huynh lại tức giận như vậy? Chẳng phải chỉ là một người phụ nữ chết và hai tên bắt cóc hèn mọn sao? Bạn bè, ta muốn ngươi trả mạng.
Diên đại nhân là một quan văn, lại có sức mạnh võ lực như thế, sao không đến dưới trướng của ta? Như vợ ngươi, người đẹp như vậy, muốn bao nhiêu cũng có, ngươi im miệng đi, câm miệng lại. Một quan văn, không biết võ, cũng muốn giết ta. Ta giết ngươi, chỉ là chuyện, nhấc một ngón tay. Tiêu Hiền, người như ngươi, nên bị chém ngàn đao. Tiêu Hiền, ta sẽ giết ngươi. Tiêu Hiền, ta đã giết ngươi. Đại nhân, không được, đại nhân, đại nhân. Đại nhân, không thể mà, ta sẽ giết ngươi, đừng cản ta, đại nhân, đại nhân, đại nhân. Theo luật đại phong, không được tự tiện hành hình. Vậy thì bắt hắn lại, ta nhất định sẽ đưa hắn ra trước pháp luật, giam vào đại lao, vâng. Đưa Vương Cường, Trương Lượng về nhà. Vâng. Tránh ra. Ngươi đã đầu độc cả gia đình Vương Hà Hoa, Châu Đại Thụ, quan sai Vương Cường, Trương Lượng và bà chủ tiệm bánh bao Lăng Hương. Bằng chứng đã rõ ràng. Ngươi có nhận tội không? Ta thừa nhận, ta đã giết người, nhưng chỉ là vài kẻ dân đen thôi. Chết thì chết thôi, tại sao ngươi lại kích động như vậy? Ngươi thật là kẻ cầm thú tàn nhẫn. Trả mạng con gái lại cho ta. À, ngươi không coi luật pháp ra gì, dám giết người ngay tại công đường. Ngươi dám giết người, công khai giết người tại công đường, trong mắt ngươi còn luật pháp không? Chỉ là chết vài tên tiện dân thôi mà, mỗi năm lũ lụt, giết chết bao nhiêu người, các ngươi có trách lũ lụt không? Nếu không trách lũ lụt, thì sao lại trách ta? Tử hình. Theo luật pháp đại phong, kẻ giết người phải bị xử tử hình. Ta xem ai dám động đến ta. Cái gì, đây là lệnh bài thái tử. Ta chính là thái tử, thấy ta. Các ngươi còn không quỳ xuống. Thái tử, người ấy thực sự là thái tử sao? Thái tử là con của hoàng đế, tương lai của hoàng đế ấy, dù ngươi là thái tử thì đã sao, nói dối, ngươi đã giết con gái ta, giết vợ ta. Đúng là, dù là thái tử cũng không được giết người, thái tử có thể giết người không kiểm soát được sao? Đúng vậy, quá tệ, không được đâu. Hắn ta là thái tử, hắn ta là quân, chúng ta là dân, quân muốn ai chết, người đó phải chết. Dân thường Lưu Phong, xin được gặp thái tử điện hạ, thái tử ngàn tuổi, ngàn ngàn tuổi, ngàn ngàn tuổi. Các ngươi những kẻ hèn mọn, gặp ta còn không quỳ xuống, các ngươi muốn làm phản à, các ngươi muốn làm phản à? Ngươi đã giết chị dâu, giết người dân trung thành, bao nhiêu người như vậy, ta không thể quỳ gối trước người, vô liêm sỉ như ngươi, không thể được. Ngài Diên, quan lớn, ta chỉ là giết vài kẻ ti tiện mà thôi, ngươi còn muốn xử lý ta sao? Thái tử phạm luật, cũng như dân thường, ngươi là thái tử, thì đã sao, hãy đưa người này vào ngục lớn, 3 ngày sau xử tải, trợ cái. Ngươi muốn giết ta à? Đừng nói ta chỉ là giết vài người hèn mọn, dù ta, cả thành này, cũng bị ta giết sạch, các ngươi có thể làm gì ta chứ? Quân đội của ta đã trên đường tới đây, nếu các ngươi muốn chết cùng Diên Vân, ngươi không để ý đâu, đến lúc đó ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn. Đại nhân Diên, ngài hãy tha cho hắn đi, hắn là thái tử mà, luật pháp đại phong có nói, thiên tử phạm pháp cũng bị xử như dân thường, huống hồ hắn đã giết nhiều người như vậy, theo luật pháp đại phong, đáng bị tử hình. Thật sao? Nhưng luật pháp đại phong chỉ là gia pháp của ta mà thôi. Ta nói là được, luật pháp đại phong là do tổ tiên định ra, khi nào đến lượt ngươi, thái tử nói là được. Ta chỉ biết rằng, theo luật pháp đại phong hiện tại, người đáng chết, người đâu? Bắt Tiêu Hiền tống vào ngục cho ta. Đứng dậy, đi thôi. Các bạn đang xem phim trên kênh. Không nghe đại nhân Diên nói sao? Người cứ ngoan ngoãn ngồi tù đi. Các ngươi không sợ, ta đã giết các ngươi chưa? Quan lớn đã nói, ngươi bị tử hình, chính là tử hình. Ngài Diên quan lớn không nói sai, người như ngươi, cần phải chết, đi thôi, vâng. Khởi hành, những kẻ ti tiện này. Cũng dám chạm vào ta. Diên Vân, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ta sẵn lòng vào cái ngục mà ngươi gọi là lớn đó,
nhưng muốn ta ra ngoài, thì phải dùng mạng sống của cả thành phố để đổi lấy. Nương tử, đợi chàng làm xong việc, ta có tin vui muốn nói với chàng. Xin lỗi, sau này ta không thể ở bên chàng nữa. Nương tử, ta nhất định sẽ báo thù cho nàng. Ngài Diên quan lớn, xin ngài hãy tha cho thái tử. Ta xin ngươi, ngươi hãy tha cho thái tử đi. Đại nhân Diên, con ta còn nhỏ, ta chỉ muốn nó an toàn và lớn lên bình yên. Chúng ta có thể không giết thái tử được không? Nhưng Tiêu Hiền đã giết nhiều người, hắn đáng bị tử hình. Ta chỉ muốn vì các người và cho dân chúng một sự công bằng. Nhưng đại nhân Diên, chúng ta đều muốn sống. Đúng vậy, chúng ta đều muốn sống. Báo cáo. Đại nhân, phát hiện quân đội 20 dặm ngoài đang tiến về đây. Diên đại nhân, họ nói đúng, hắn là thái tử mà, chúng ta chỉ là dân thường. Thôi nào, nhưng hắn đã giết con gái ông, một gia đình ba người, và cả vợ ông nữa. Đại nhân Diên, nhưng chúng ta vẫn muốn sống tiếp. Đúng vậy, đại nhân Diên, người hãy tha cho hắn đi, chúng ta không muốn chết. Tân Nguyệt, xin hãy giúp chúng ta, xin ngài Diên, đừng giết thái tử, chúng ta muốn sống tiếp. Ngài ơi, ta... Các người đang có ý gì thế này? Chỉ vì hắn ta là thái tử, mà phải tha cho hắn ta, hắn đã giết nhiều người trung thành như vậy. Cẩu Nhi, mọi người hãy đứng dậy. Ta luôn nghĩ rằng mình làm quan là để vun đắp tâm hồn cho trời đất, để đặt mệnh cho dân chúng, để kế thừa học thức của các thánh hiền, để mở đường cho hòa bình muôn đời. Nhưng hôm nay, có lẽ công bằng này chúng ta không thể có được, vì mọi người đều muốn ta tha cho Tiêu Hiền. Thôi thì tha. Thái tử, dấu hiệu của ngài. Ta đã nói, một khi ta vào đây, muốn ta ra đi thì phải dùng mạng sống của toàn bộ dân trong thành đến đổi lấy ta. Nếu ngươi không muốn ra ngoài, ngươi sẽ ở lại trong đó suốt đời. Ta cũng muốn ở trong đó suốt đời, chỉ là các ngươi có dám không? Có gì mà không dám? Quan lớn Diên, ta ủng hộ ngài, người như thế này phải bị giam suốt đời. Cây dao này của ta, sắc bén như sắt đâm vào bùn, cả đại phong, chỉ có một cây này thôi. Quan lớn Diên, chúng ta chơi trò chơi nhé. Ngài nói xem, nếu ta đâm cây dao này vào ngực của ta, có ai sẽ cứu ta không? Ngươi lại muốn dở trò gì? Nếu ta, thái tử, chết ở chỗ này, ngươi đoán xem, các người sẽ có kết cục gì? Đừng, thái tử điện hạ, ngàn vạn lần không được. Ta không quan tâm ngươi chơi trò gì, chúng ta sẽ không mắc lừa đâu. Các người yên tâm, loại người như hắn sẽ không tự sát đâu. Đừng, nếu thái tử chết ở đây, chúng ta sẽ phải chôn cùng, giết thái tử là tội lớn mà. Dừng tay. Đại phu, ngươi tỉnh lại đi, ngươi không thể chết, ngươi chết rồi dân ở Trung Nguyên phải làm sao đây, ngươi tỉnh lại đi, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Muốn giết ta, lại sợ ta chết. Nhìn các ngươi sợ hãi kìa, thật là thú vị. Tên cậu, ngươi mà cũng xứng chạm vào ta sao, tên cậu. Tên cậu, ngài Eli, ta không muốn chết, không, ta sẽ không để ngươi chết đâu. Đại phu, xin lỗi. Ngươi dám. Không phải ngươi nói sẽ cùng ta giữ bình yên cho Trung Nguyên sao? Ta giết ngươi, Tân Nguyệt, cẩn thận. Cẩn thận. Vậy thì ngươi hãy cùng người này cùng chết đi. Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá.
hắn mạnh như thế nào vậy? Người đâu? Đưa Tiêu Hiền vào pháp trường, hành hình ngay lập tức. Không thể nào, ngài, hắn là thái tử mà. Hơn nữa, đại quân của thái tử đã đến cổng thành rồi. Đến nước này, ngươi nghĩ chúng ta tha cho hắn, hắn sẽ tha cho chúng ta sao? Ngài Diên, ngài có ý gì? Trước đây, hắn đã phản sát năm ngôi làng, dù chúng ta có thả hắn cũng sẽ giết chúng ta. Vậy phải làm sao đây? Mọi người đều muốn sống, không muốn chết đâu. Chỉ có giết thái tử. Quan đại nhân, chúng ta đồng ý giết thái tử. Giết thái tử, giết thái tử. Quỳ xuống. Tiêu Hiền, ngươi là thái tử, nhưng không có đức, hại dân, giết người vô tội, theo luật pháp đại phong, xử chém ngay lập tức. Lấy dao chọc ra. Diên Vân, ngươi còn nhớ không, ngươi và ta từng đánh cược một lần, bây giờ, có dám đánh cược nữa không? Ta sẽ cược, hôm nay ta sẽ không chết, người chết, chắc chắn sẽ là ngươi. Hôm nay ta không chỉ giết ngươi, ta còn tự tay làm việc này, ngày sau, nếu có ai truy cứu trách nhiệm, ta sẽ chịu tất cả. Tốt. Quan lớn Diên, nói hay lắm. Đến đây nào, chém vào đầu ta, chém đi. Tiêu Hiền, ngươi là thái tử, nhưng lại không có nhân nghĩa, gây họa cho dân, giết hại vô tội. Hôm nay ta giết ngươi, không chỉ vì công lý, vì chính nghĩa, còn vì dân chúng thiên hạ. Ta không sợ. Tránh ra. Ta dẫn quân Vũ Lâm đến cứu chậm trễ, xin điện hạ trách phạt. Điện hạ, vô dụng. Thần biết tội. Ta sẽ tha cho các ngươi lần này. Đưa cho ta. Bắt lấy Diên Vân. Vâng, đưa hắn đi. Thả đại nhân Diên ra, vệ binh hoàng gia ở đây, ai dám gây rối? Vệ binh hoàng gia là cận vệ của hoàng gia, chỉ có thái tử và hoàng thượng mới có thể điều động. Vệ binh hoàng gia được chọn lựa kỹ càng, tất cả đều là những tướng sĩ dũng mãnh. Sư gia, ngươi nói xem, dưới phạm thượng âm mưu hại thái tử, ý đồ làm phản, theo luật pháp đại phong sẽ bị xử lý thế nào? Thái tử hỏi ngươi đấy, trả lời ngay. Bẩm thái tử điện hạ, âm mưu giết thái tử phải tru di cửu tộc. Vậy thì tru di cửu tộc, giết hết cho ta. Tiêu Hiền, ngươi thật vô dụng, không xứng đáng với chữ Hiền. Kể từ khi đất nước Đại Phong lập quốc, chưa từng có thái tử nào như ngươi, tàn sát vô tội, đức không xứng vị. Xứng hay không xứng là do ta nói mới tính. Các ngươi, bọn dân nghèo, là cái thá gì? Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, được lòng dân là được thiên hạ, ngươi giết ta. Nhưng thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn ta, ngươi giết hết được sao? Giết cho ta. Dừng tay. Không được giết người ấy, ngài Diên là quan tốt, tha cho ngài Diên, người điếc à? Ai dám ngăn cản, giết không tha. Nhưng mà, giết cho ta, lui lại. Đừng làm những hy sinh vô ích, quan đại nhân. Trương lão. Các người làm gì vậy, cô gái nhỏ, ta khuyên người lui lại. Đừng cản trở hành hình. Quan đại nhân đã cứu cả gia đình chúng ta. Ta sẽ không để các người làm hại ngài ấy. Giết cho ta, giết. Cẩn thận. Tân Nguyệt. Tân Nguyệt, con gái. Quan đại nhân, ta tin lời ngài. Công lý nhất định sẽ đến vào một ngày nào đó. Tân Nguyệt, học hành nghiêm túc vào. Không thì sau này làm sao mà lấy chồng được. Con không muốn lấy chồng, con muốn cả đời ở bên cạnh cha và quan đại nhân. Yên tâm đi, Trung Nguyện có ta ở đây, mọi thứ đều yên bình. Nguyệt, Nguyệt Nhi, con gái của ta. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Phải giết Diên Vân. Tiêu Hiền, ta muốn giết ngươi. Quan lớn Diên.
đã nói, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Hộ giá. Các bạn đang xem phim trên kênh Vườn Mập TV, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Quan lớn riêng, chỉ là một quan văn tầm thường. Rồng vẫn là rồng, sâu vẫn là sâu. Các ngươi, những người dân nghèo, chỉ là một con sâu mà thôi. Các ngươi cũng xứng đáng với công lý sao? Cũng xứng với công lý. Sâu thì sao? Ta phải chứng minh. Ta không chịu thua số phận. Diệp Tiếu Ưng, giết hắn ngay. Vâng. Hộ giá, hộ giá. Diên Vân, tha cho thái tử, nếu không, ta sẽ giết hắn. Đại nhân Diên, cứu ta với, đại nhân Diên. Các ngươi nhìn xem, Diên Thanh Thiên trong lòng các ngươi, đại nhân Diên, hoàn toàn không coi trọng mạng sống của dân chúng. Nếu đã như vậy, thì ta sẽ giết hắn, dừng tay. Ta đồng ý với ngươi, thả thái tử, ta sẽ thả hắn. Thả cùng lúc. Thả. Dừng tay. Lão tổ, lão tổ. Trương lão. Tiêu Hiền. Một kẻ nghèo hèn cũng xứng với ta đổi mạng sao? Đến đây, giết ta đi, dùng tính mạng của toàn thành để bồi, ta không lỗ. Diệp Tiếu Ưng, trói hắn lại cho ta. Vâng. Người đâu, bắt hắn cho ta. Các người định làm gì ngày ấy? Tha cho ngài Diên. Thú vị thật, thật sự thú vị. Vì các người bảo vệ Diên Vân như vậy. Vậy thì chúng ta chơi một trò chơi nhé. Hôm nay ở Trung Nguyên có 10 người đã chết. Đó là vì Diên Vân đã xúc phạm ta. Hắn chính là thủ phạm. Còn các người, dân chúng ngu muội, lại dám theo hắn gây sự. Ta đáng lẽ phải tru di cửu tộc các ngươi. Nhưng ta có lòng nhân từ, không thấy nổi cảnh giết chóc. Ta cho các ngươi một cơ hội chuộc tội. Tiêu Hiền, ngươi đúng là đồ vô liêm sỉ. Giết bao nhiêu người rồi, ngươi còn dám mặt dày nói những lời như vậy. Chỉ cần mỗi người các ngươi đâm Diên Vân một nhát, chứng minh các ngươi không cùng phe phản loạn, Diên Vân không sao đâu. Ta không chỉ thả các ngươi ngay lập tức, mà còn thưởng 100 lượng vàng. Ai muốn trước? Tiêu Hiền, ngươi không phải là người, ngươi là thái tử, sao có thể vô đức như vậy? Thật là nỗi nhục của đại phong. Bà con ơi, chúng ta dân huyện Trung, được quan đại nhân bảo vệ, mới có thể bảo toàn bản thân, bình an sống qua ngày. Chúng ta làm sao có thể như vậy, đối xử với đại nhân? Năm đó ta ở huyện bên cạnh, vì nạn đói suýt chết đói. Là quan đại nhân đã cứu ta, cho ta ở lại huyện Trung. Mạng ta là do đại nhân cho, ta không thể làm điều vô ơn bội nghĩa. Đúng vậy, năm đó ta không có tiền chữa bệnh. Là đại nhân đã đưa tiền chữa bệnh cho ta. Ta tin quan đại nhân là một vị quan tốt. Nếu không có đại nhân, ta chỉ có thể bị quyền quý oan ức, bị quyền quý chém đầu. Thái tử cầu, muốn dùng tiền bạc mua chuộc chúng ta, quả là quá coi thường chúng ta. Đúng vậy, chúng ta là loại người đó sao? Bà con ơi, chúng ta không thể khuất phục. Chúng ta xông lên, đánh đuổi thái tử cầu, cứu quan lớn Diên, xông lên. Đừng, đừng, dừng lại. Đừng mà. Giết người rồi, những kẻ không tự lượng sức. Tiêu Hiền. Kẻ vượt ranh giới. Chết. Các ngươi đừng manh động, nếu không ta không ngại giết thêm vài người.
tướng quân Diệp không cần hung dữ như vậy. Ta đã nói ta không thích giết người. Huống chi đây đều là dân của ta. Thần biết lỗi. Biết là tốt. Phải đối xử tốt với dân chúng. Phụ hoàng thường nói dân là quý, xã tắc là thứ, quân là nhẹ, ta là thái tử, tất nhiên phải đối xử tốt với dân chúng. Là một tú tài. Bẩm thái tử, ta là tú tài năm thứ 18 của Đại Phong. Không tệ, dưới trướng ta, rất cần những người như ngươi, con nhà nghèo khó. Giết Diên Vân. Giải tỏa mối hận trong lòng ta sẽ đưa ngươi về Đông Cung. Không, ta không thể làm điều đó. Không nỡ giết Diên Vân. Diên Vân chỉ là một tên nghịch thần phản tặc phạm thượng, nếu không có hắn, các ngươi sẽ không gặp đại nạn này. Ngươi chỉ cần giết hắn, những gì ngươi muốn ta đều có thể cho. Ngươi quên rồi sao, thái tử chỉ là một ác ma giết người không chớp mắt. Dù chúng ta có làm gì, hắn cũng sẽ giết chúng ta, chỉ có đại nhân mới có thể cứu chúng ta. Ngươi đừng dọa chúng ta tuyệt đối không phải kẻ vong ân bội nghĩa. Đưa lên, phu quân cứu ta, nương tử, ta không muốn chết. Ngươi muốn làm gì? Có gì thì nhằm vào ta. Phu nhân của sư gia rất đẹp. Ta thấy rất thích, tướng công. Thả nàng ra. Nói đi, ngươi muốn gì? Nhặt lên, giết Diên Vân. Nếu không... Tướng công. Không được, ta không thể làm kẻ vô ơn bội nghĩa, sư gia. Sư gia, ta và ngươi đã đồng hành 5 năm. Ta biết ngươi không phải kẻ vô ơn bội nghĩa. Hôm nay, chị dâu đang trong tay kẻ gian, nếu có thể lấy mạng ta để cứu chị dâu và dân chúng. Diên Vân sẵn sàng. Không được. Làm sao ta có thể làm vậy? Bao năm nay, chúng ta là cấp dưới, còn là bằng hữu, là huynh đệ, ta không thể làm chuyện có lỗi với huynh đệ, càng không thể làm chuyện có lỗi với dân chúng. Sư gia, giết ta đi. Giết đi. Ta đếm đến 3, nếu ta không thấy Diên Vân ngã xuống, thì người ngã xuống sẽ là vợ của ngươi, phu quân. Ta giết. Đừng nói nữa. Đại nhân. Chưa đủ lực, tiếp tục. Đại nhân, ta có tội. Kiếp sau sẽ báo đáp ân nghĩa của ngài. Phu quân, nương tử, phu quân, quả là sư gia tốt, làm tốt lắm. Đại nhân, ta có lỗi với ngài, tất cả là lỗi của ta. Là ta đã hại chết ngươi. Ta không sao, ngươi yên tâm. Có thể cứu chị dâu. Diên Vân sẵn lòng. Bắt hết phụ nữ và trẻ em trong làng, tất cả bọn họ, được. Ngươi muốn làm gì? Ai bảo mạng ngươi cứng vậy? Một người không giết được ngươi, thì hai người không giết được ngươi, thì ba người không giết được ngươi, thì còn hàng ngàn hàng vạn dân chúng. Ta không tin không giết được ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi bắt con gái ta, làm gì chứ? Sư gia làm tốt lắm. Nếu các người muốn cứu con gái của các người, vợ, mẹ, thì hãy học theo sư gia, đâm một dao. Ta sẽ thả một người, các người đừng mong cầm dao, làm chuyện khác đi. Gia đình các ngươi, mạng vẫn trong tay ta muốn hắn chết, chỉ là một câu nói. Cha ơi, cứu con. Các ngươi còn là người không? Các ngươi, cứu con, các ngươi yên tâm. Ta đã nói, ta có thể lấy mạng của một người, để cứu tất cả các ngươi. Diên Vân chết thật đáng. Đến đây, đại nhân Diên. Xin lỗi ngài. Xin đừng trách ta. Đại nhân Diên. Xin lỗi ngài.
các bạn đang xem phim trên kênh Cờ Mập TV, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Diên, ta đã nói, chết chắc chắn sẽ là ngươi. Chỉ cần ta, Diên Vân, còn một hơi thở, ta nhất định sẽ đưa ngươi ra pháp luật. Đại nhân Diên thật không hổ là dân tốt của ta, chờ ta lên ngôi, nhất định sẽ trọng dụng ngươi, nhưng đáng tiếc là ngài Diên e rằng không sống đến lúc đó. Ngài Diên, chôn đi. Bọn dân nghèo hèn này mà cũng dám đối đầu với ta, ta đã nói rồi, không ai có thể giết ta. Cái gọi là công lý, chỉ có ta mới là công lý. Sư gia. Tiêu Hiền. Mạng sống của 150 người ở Trung Nguyên, ta nhất định sẽ lấy lại từ ngươi. Điện hạ, vẫn chưa tìm thấy long cốt. Đồ vật, thần vô năng, theo chỉ dẫn của thiên tường, long cốt nằm ở hướng đông nam, chúng ta còn 8 huyện chưa đi, thái tử có muốn đi không? Có. Hộ giá. Diên Vân, muốn giết thái tử, trước hết phải qua ải của ta. Đứng lại, ai dám xông vào hoàng cung? Tiêu Hiền, hôm nay Diên Vân đến lấy đầu của ngươi, đòi lại công lý cho thiên hạ. Diên Vân, ta đang đợi ngươi ở đây, đừng làm ta thất vọng. Tiêu Hiền, ngươi làm nhiều điều ác, hôm nay ta nhất định giết ngươi. Thằng nhãi, ngươi biết đây là nơi nào không? Đây là hoàng cung, sao ngươi có thể xông vào được? Ta khuyên ngươi nên đầu hàng ngay, đừng làm cuộc chiến vô nghĩa như con thú cùng đường. Tiêu Hiền bạo ngược không giới hạn, hôm nay ta nhất định phải trừ khử hắn. Nếu các ngươi quyết định giúp kẻ ác, ta cũng không nương tay. Diên Vân, ta đã đặc biệt chuẩn bị cho ngươi 10 vạn quân cấm vệ. Hãy tận hưởng đi, sáng mai ta sẽ lo việc hậu sự cho ngươi, đừng để ta thất vọng. Đi thôi. Tiêu Hiền, ta sẽ giết ngươi. Điện hạ, Diên Vân vẫn chưa chết, có nên tăng cường thêm người không? Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Thần không dám, báo cáo, 10 vạn quân Vũ Lâm đã thất bại, Diên Vân đã xông vào nội cung. Cái gì? Điện hạ, công phu của Diên Vân thâm sâu không thể đo lường, tuyệt đối không để hắn tiếp cận. Diên Vân sống lại một lần nữa. Thú vị hơn rồi, điện hạ, này,
Người canh cổng tiếp theo là lực sĩ ngoại bang Cao Đại Mạn. Người này có sức mạnh trời sinh, truyền rằng khi 8 tuổi đã từng một quyền đánh vỡ một ngọn núi. Có hắn ở đây, chắc chắn sẽ không để Diên Vân tiến vào cửa ải tiếp theo. Đúng vậy, chỉ với thân hình nhỏ bé của Diên Vân, chắc là không chịu nổi một cú đấm. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ khóc, xin điện hạ tha mạng cho hắn. Báo cáo, Cao Đại Mạn bại trận, Diên Vân đã xông vào cửa cung tiếp theo. A. Điện hạ, hai người trước chỉ là trò trẻ con, người tiếp theo là sát thần Tây Vực. Nghe đồn rằng, một người, có hắn ở đây, nhất định sẽ khiến Diên Vân chết không toàn thây. Tiêu Hiền, ngươi là thái tử, lại cấu kết với ngoại bang. Ngươi không sợ hậu quả sao? Chỉ cần giết được ngươi, có gì không thể? Toàn bộ hoàng cung đều nằm trong tay ta, ngươi vẫn là lo lắng cho bản thân mình đi. Những kẻ yếu đuối của Đại Phong, ngươi đến để làm mẫu sao? Quân phản nghịch ngoại bang, kiêu ngạo quá mức, chết cũng không đáng tiếc. Ngươi là người Đại Phong yếu đuối vô tri. Ta đã giết vô số người, mỗi người đều quỳ trước mặt ta, cầu xin ta tha mạng, ngươi cũng không ngoại lệ. Vấn đề thần đi thì hơn, điện hạ, cửa cung thứ năm này do Bắc Giã Thứ Lang canh giữ, hắn là ninja của nước Phù Tang, thành thạo kỳ môn độn giáp, ta nghĩ lần này Diên Vân chắc chắn sẽ thua. Không nghi ngờ gì. Quân giặc Phù Tang từ xưa đến nay với Đại Phong không đội trời chung. Tiêu Hiền, ngươi dám cấu kết với người Phù Tang, ngươi thật không xứng làm thái tử. Chỉ cần giết được ngươi, có gì mà không thể, ta không quan tâm gì đến quốc gia, cũng chẳng quan tâm dân chúng. Ta chỉ muốn giết ngươi, ta có sai không? Tướng quân Diệp, điện hạ ngươi minh thần võ, sao có thể sai được? Hãy tận hưởng đi, những người này đều là ta tỉ mỉ chuẩn bị cho ngươi. Ta nhường ngươi ba chiêu, nếu ngươi thắng được ta, ta sẽ giúp ngươi vào cung, dù ta có chết cũng không đứng chung với người Phù Tang, cũng không cần ngươi nhường. Ngươi cười gì, sâu độc của ta đã vào cơ thể ngươi rồi. Không quá ba hơi thở, sâu độc sẽ gặm tim ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Báo. Diên Vân đã trúng độc của Bắc Giã Thứ Lang, sắp phát tác và chết. Hắn sao có thể chết dễ dàng như vậy? Không hổ danh là Diên Vân. Người đâu? Nô tài có mặt đi điều tra trong thời gian một nén hương. Ta muốn có kết quả. Vâng. Thanh kiếm này đã trải qua 7749 ngày tẩm độc, đã trở nên cực kỳ độc, còn nhanh hơn cả cung tên thông thường. Lần này ngươi chắc chắn phải chết. Vừa rồi ngươi nhường ta ba chiêu, bây giờ ta cũng nhường ngươi ba mũi tên. Sau ba mũi tên này sẽ quyết thắng bại. Cũng định sống chết, ngươi sỉ nhục ta, ngươi là một tên cướp từ Phù Tang, không xứng để ta sỉ nhục. Đến đây giết ta đi, ngươi Đại Phong thật là đáng ghét. Vậy ta sẽ cho ngươi tại nguyện. Mũi tên thứ hai rồi, đáng ghét. Ngươi lừa gạt. Người Đại Phong các ngươi, không phải thường nói, huynh bất yếm trá sao? Người Phù Tang nhiều lần xâm phạm Đại Phong, còn cấu kết với Tiêu Hiền, ý đồ đáng chết. Điện hạ, thần xin xuất chiến, dù có đồng quy vu tận với hắn, cũng phải bảo vệ điện hạ toàn vẹn. Điện hạ, việc ngài giao cho thần điều tra, đã có kết quả. Thì ra long cốt ở trên người hắn. Ý
Yến Vân chính là kẻ năm đó đã trốn thoát. Cha nương của Yến Vân đâu? Nhất Thiên Nhai, Mai Hàn Kiến, bọn họ bị giam trong Ngục Hàn Băng theo lệnh của Điện Hạ. Hàng ngày gửi cho họ một bức thư của con trai, họ tin rằng con trai họ vẫn còn trong tay Điện Hạ. Đối với Điện Hạ, vâng lệnh tuân theo. Ha ha ha, tuyệt lắm, ngươi đi nói với họ. Ta cần họ làm một việc cuối cùng. Chỉ cần họ giết Yến Vân, ta sẽ cho họ đoàn tụ gia đình. Rõ. Tiêu Hiền, còn không ra mà chịu chết. Yến Vân, ta đang đợi người ở đây. Trên kênh Cường Mập TV, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Ha ha ha, giết hắn cho ta. Thiên địa vô tình, đại đạo vô quang, ngươi và kiếm hợp nhất. Nhật nguyệt đồng quang. Con đã học được rồi, nương. Ngươi và kiếm hợp nhất, nhật nguyệt đồng quang. Hàn kiếm. Hàn kiếm. Sao hắn biết được chiêu kiếm mà ta dạy Vân Nhi? Tạp đạo. Chẳng lẽ cô ấy nhận ra Yến Vân rồi? Thế thì phải làm sao đây? Nhất Thiên Nhai, Mai Hàn Kiến, nếu các ngươi không động thủ thì con trai các ngươi sẽ mất mạng. Con trai ta rốt cuộc có ở trong tay ngươi không? Ta nói là có, còn tin hay không tùy ngươi. Ta chỉ cho các ngươi thời gian một nén hương. Hết thời gian, con trai các ngươi sẽ phải chết. Ngươi. Đến lượt ngươi rồi. Ngươi làm bị thương phu nhân ta. Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao? Đợi đã. Hàn Kiến. Vân Nhi. Ngươi có phải là Vân Nhi của ta không? Ngươi nói gì? Ngươi. Ngươi sao biết nhũ danh của ta? Vừa rồi ngươi đọc kiếm quyết. Là kiếm quyết của Vân Nhi lúc nhỏ, ta đã trao cho nó, còn cả long cốt trên người nó. Nó là Nhiếp Vân, là con trai của chúng ta. Chiêu kiếm gì vậy? Thiên địa vô tình, đại đạo vô quang, người kiếm hợp nhất, nhật nguyệt đồng quang. Đó là chiêu kiếm ta học từ nhỏ. Ta không nhớ ai đã dạy cho ta. Các người là cha nương ta. Con là Vân Nhi của nương. Hải tử, nương. Nương. Đúng là một vở kịch hay, ta rất thích. Ha ha ha. Tiêu Hiền, ngươi đã làm gì nương ta? Ngươi đang nói gì? Chính ngươi đã hại nương ngươi. Ngươi quên rồi sao? Ngươi nhìn xem, kiếm của ngươi còn dính máu kìa. Ha ha. Tất cả là lỗi của ta. Nương, không phải lỗi của con, tất cả đều là do Tiêu Hiền. Hơn nữa vết kiếm của con không sâu, không thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Chắc chắn là hắn đã làm gì đó. Ha ha ha. Đúng, thật sự là như vậy. Ta đã sớm đầu độc nương ngươi. Độc này khi gặp khí của Long Cốt sẽ phát tác trong một nén nhang mà không có giải dược. Bà ấy sẽ chết ngay lập tức. Ha ha ha. Tiêu Hiền, ngươi thật vô liêm sỉ. Trước đây ngươi đã lừa chúng ta rằng Vân Nhi ở trong tay ngươi. Ngươi đã lừa chúng ta suốt 20 năm. Bây giờ ngươi lại đầu độc ác độc như vậy. Ngươi, Tiêu Hiền, ngươi nói, ngươi muốn ta làm gì mới chịu đưa giải dược cho ta? Là muốn Long Cốt hay là muốn ta chết? Nếu ta muốn cả hai thì sao? Chỉ cần ngươi cho ta giải dược, ngươi bảo ta làm gì cũng được. Ha ha ha. Yến Vân, Yến Vân, sao ngươi lại trở nên nhàm chán thế này? Ta và ngươi đã quen biết từ lâu.
Sao ta có thể đối xử vô tình vô nghĩa với ngươi như vậy được? Ngươi thực sự muốn gì? Yến Vân, ngươi biết ta thích trò chơi, muốn giải dược thì cùng ta chơi một trò cho thỏa thích. Ngươi và Nhiếp Thiên Nhai, ta chỉ muốn thấy một người sống sót. Ngươi thật mơ tưởng, ngươi không có lựa chọn, trừ khi ngươi muốn nương ngươi chết. Ta chỉ cần giết ngươi là có thể lấy được giải dược. Muốn giết ta, đáng tiếc, giải dược không ở trên người ta. Dù ta có ở đây hôm nay, có một chút ngoài ý muốn, cả đời này ngươi không thể nào lấy được giải dược. Vân Nhi, từ khi 20 năm trước, chúng ta bị buộc phải chia ly, ta đã không thể hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Nhưng cha cùng nương con, mỗi ngày mỗi đêm đều rất nhớ con. Chúng ta rất hối hận. Cha, đừng nói nữa cha. Vân Nhi, giết ta đi, cứu nương con. Không, không thể nào. 20 năm trước, người và nương đã cứu con một lần. Lần này, con sẽ cứu nương. Không được. Vân Nhi, con mang trong mình long cốt. Chỉ có con sống sót mới có thể báo thù cho ta và đòi lại công lý cho dân chúng của cả thiên hạ. Con phải sống tiếp. Vân Nhi của ta đã trưởng thành rồi. Cha, rất an lòng. Nào, giết ta đi. Ta không thể. 20 năm trước, ta biết mình đã mất cha nương. Hơn nữa, khó khăn lắm, ta mới gặp lại các người. Ta không thể vì bảo vệ bản thân mình mà hy sinh các người. Thời gian một nén hương, sắp hết rồi. Tiêu Hiền, nương, trong lòng ngươi có dân chúng của mình, vì họ mà liều mạng. Ta có sự kiên định của ta, vì thái tử điện hạ, ta có thể làm mọi thứ. Ngươi và ta có gì khác biệt? Nhưng Tiêu Hiền và dân chúng không giống nhau. Dân chúng bị ép buộc, còn ta làm tất cả những điều này là vì công bằng, vì sự công chính. Nhưng Tiêu Hiền thì sao? Yến Vân, ngươi có biết không, hiện tại còn bao nhiêu dân chúng vì chiến tranh giữa các quốc gia mà mất mạng? Đó là vì không có quốc gia nào có thể thống nhất thiên hạ. Nếu điện hạ có được long cốt, sẽ có thể thống nhất thiên hạ, để vô số dân chúng thoát khỏi chiến tranh. Thật nực cười, thống nhất thiên hạ thì những dân chúng đó có thể tùy ý hy sinh sao? Vì đại nghiệp mà không ngại tiểu tiết, chết vài dân chúng thì có sao? Các ngươi thật không thể hiểu nổi. Yến Vân, ngươi và ta vốn dĩ giống nhau, đã nhận định rồi thì không quay đầu. Xin lỗi. Mắt hết lại. Nghịch tử, ngươi muốn làm gì? Yến Vân, ta rất coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, vị trí đại tướng quân Hổ Môn sẽ là của ngươi. Ngươi và ta liên thủ thống nhất thiên hạ chỉ là chuyện sớm muộn. Tiêu Hiền, ngươi là hoàng tử, không những cầu kết với ngoại bang, còn bắt giữ hoàng đế, tâm địa đáng chết. Ha ha, hoàng tử vốn sinh ra
để làm phản, ta có gì sai, hôm nay, bất kể ngươi làm gì, ta cũng phải giết ngươi, vị tráng sĩ này, cứu chấm với. Yến Vân, ngươi dám bước thêm một bước, ta sẽ giết hắn. Tiêu Hiền, hắn là phụ hoàng của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn giết cha giết vua, bỏ qua luân thường đạo lý sao? Ha ha, ta làm chưa đủ rõ ràng sao, ngươi nói thêm một câu nữa, lão già này sẽ chết, được, ta sẽ không động đậy, ngươi thả hoàng thượng, bỏ kiếm xuống. Tiêu Hiền, ngươi đã không còn đường thoát nữa rồi. Xông lên, giết hắn, ta sẽ thưởng cho các ngươi 1 vạn lượng vàng, ai làm hắn bị thương một vết, cũng sẽ được thưởng 1.000 lượng vàng. Các vị tướng sĩ, hiện giờ Tiêu Hiền đang bắt giữ hoàng thượng, mưu phản giết vua, nếu các ngươi đi theo hắn, theo luật pháp Đại Phong, các ngươi sẽ bị tru di cửu tộc, chẳng lẽ các ngươi muốn, cha nương, vợ con của các ngươi, bị liên lụy theo các ngươi sao? Ta tin rằng các ngươi, không phải là kẻ phản bội, chỉ là bị Tiêu Hiền lợi dụng. Chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí xuống, ta tin tưởng hoàng thượng chắc chắn sẽ không truy cứu trách nhiệm các ngươi. Đừng tin hắn, hắn chỉ là một kẻ tội đồ. Chỉ cần các ngươi giết hắn, ta sẽ là hoàng thượng, các ngươi sẽ được phong hầu và được trọng thưởng cao quan hậu lộc. Các ngươi muốn gì ta đều cho, giết hắn đi, nghịch tử, chấm vẫn còn sống đây, ngươi đúng là đại nghịch bất đạo. Im ngay lão già, việc này không liên quan đến ngươi. Giờ đây Tiêu Hiền đã là con thú bị dồn vào đường cùng, hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Nếu các ngươi cố ý giúp hắn, đừng trách ta đao kiếm vô tình. Chỉ cần các ngươi hạ vũ khí, việc các ngươi làm hôm nay chấm coi như chưa từng xảy ra. Các ngươi làm gì đó, bắt lấy hắn, bắt lấy và giết hắn đi. Giết bọn chúng, các ngươi muốn gì cô đều chuẩn. Giết. Thái tử vô đức, lập tức phế truất, người đâu, bắn tên, giết chết cái tên bất trung bất hiếu này cho ta. Ngươi dám thật sự giết ta? Tiêu Hiền, ngươi là thái tử, lạm sát vô tội, tàn bạo không kiềm chế, còn có ý đồ mưu phản giết vua. Tất cả những điều này vốn dĩ là của ta. Ta có gì sai, người mất đạo thì ít người giúp, người như ngươi, hoàn toàn không xứng nhận được lòng dân, càng không xứng có được ngôi vị hoàng đế. Ngôi vị hoàng đế. Ngôi vị hoàng đế của ta. Ta sắp trở thành người tôn quý nhất thế gian này rồi. Ta chỉ muốn giết Tiêu Hiền, đòi lại công bằng, những việc còn lại không liên quan đến ta, các ngươi không cần lo lắng. Cảm ơn thần quân đã cứu mạng. Ta không phải là thần quân gì cả, ta chỉ là một người bình thường, giờ việc đã xong, ta cũng sẽ không ở lại đây. Thần quân mang long cốt, cứu đại phong của ta khỏi nước lửa, chẳng phải cảm tạ thần quân, chúng ta nguyện tôn ngài làm thần quân, mong thần quân che chở cho đại phong, mong thần quân che chở cho đại phong. Ta giết Tiêu Hiền, chỉ để thay cho những người vô tội bị chết oan, đòi lại công lý, giờ việc đã xong, ta cũng sẽ không ở lại đây. Thần quân, đây là lệnh của quốc sư Đại Phong ta, nếu ngài không muốn ở lại hoàng đô của ta, nhưng xin hãy nhận lấy lệnh bài này. Quá tốt rồi, từ nay về sau, Đại Phong ta tôn thần quân làm quốc sư, nếu quốc sư có bất kỳ chỉ thị nào, Đại Phong ta nhất định tuân theo. Đa tạ bệ hạ đã ưu ái. Nếu sau này có chỗ nào cần có Yến Vân chắc chắn đến. Cung tiến quốc sư vạn phúc, cung tiến quốc sư vạn phúc. Cha, nương tử, ta cuối cùng cũng đã trả thù cho các người và cũng cho nhân dân thiên hạ, đòi lại công đạo. Các ngươi đều nói long cốt là để sinh ra vì công đạo thiên hạ, vậy thì ta nhất định sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh người kế thừa long cốt, không phụ thiên hạ, không phụ chúng sinh. Trường sinh chân nhân ngài tìm ta, Yến Vân đã đến, ngươi hãy nghĩ cách ẩn náu bên cạnh hắn, đưa Yến Vân đến đại tế, bổn tọa muốn lấy long cốt của hắn. Vâng chân nhân. Yến Vân, trò chơi đã bắt đầu, hãy thưởng thức đi. Long cốt chỉ có thể là cô đơn. Quốc sư này thật không phải đồ tốt, cứ thế này, các cô nương trong thị trấn chúng ta, chẳng phải đều sẽ bị hắn dẫn đi sao? Ôi, phải không thế, tưởng hắn thân mang long cốt, lại giết hoàng tử phản loạn, là người tốt, kết quả mới mấy ngày thôi, đã ngày nào cũng đi khắp nơi thu thập mỹ nhân, ta thấy, hắn là một kẻ sắc ma.
tránh ra, quốc sư xuất hành, kẻ hạ tiện tránh xa. Tham kiến quốc sư. Lăng Hương, ngươi là ai? Gặp quốc sư mà không quỳ gối, ngươi nói ngươi là quốc sư, ngươi có bằng chứng không? Bằng chứng? Lần đầu tiên ta thấy, có người nghi ngờ ta, người đâu, bắt cô ta lại. Hỗn sự, giả mạo quốc sư, ngươi thật là gan lớn, ngươi là ai, ngươi có biết không, nói xấu bổn quốc sư là tội lớn. Nói xấu? Nếu ngươi nói ngươi là quốc sư, thì chắc chắn trên người ngươi, phải có lòng cốt. Cứ lấy ra cho chúng ta xem, sức mạnh lòng cốt của ngươi. Đúng thế, quốc sư có sức mạnh lòng cốt, nhưng chúng ta chưa từng thấy, ngươi không lẽ là hàng giả chứ, làm sao có thể? Sức mạnh lòng cốt này, làm sao có thể dễ dàng sử dụng, chỉ khi có việc lớn, mới có thể dùng, nói cũng phải, có lý đấy, được, nếu ngươi không muốn, sử dụng sức mạnh lòng cốt. Ngày đó ngươi xông vào cung điện, ám sát thái tử, cứu hoàng đế, thì chắc hẳn thái tử chết như thế nào, ngươi phải biết chứ. Hắn chết thì chết, ngươi quan tâm hắn chết thế nào làm gì? Ta nghe nói, thái tử đã rơi xuống từ lầu ngắm sao và chết, vì vậy ta muốn xác nhận lại với quốc sư, có phải như vậy không? Ồ, đúng là thế, vị thái tử đó, bị ta một kiếm đẩy xuống lầu ngắm sao, cái chết của hắn thật là thảm khốc. Thái tử rõ ràng là chết ở điện Kim Loan, ngươi quả thật là mạo danh. Hỗn sự, dám vu khống bổn quốc sư, ngươi đâu lên cho ta? Khống chế ta. Buông tay, nếu ngươi dám động, ta sẽ giết cô ấy, ngươi. Nương tử, tướng công, được, ta không động, ngươi hãy thả cô ấy, cho chúng ta ra đi. Ta cho ngươi đi, ngươi hãy thả cô ấy. Tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận nhé. Nương tử, thật sự là ngươi sao? Đại hiệp, đại hiệp, xin lỗi cô nương, vừa rồi ta thất lễ, cảm ơn đại hiệp đã cứu mạng. Ninh Hương, không biết làm sao để báo đáp. Ngươi tên là gì? Ninh Hương à? Ninh của ta ăn không có thịt, cũng không thể sống không có tre, hương của bóng tre và thơ gầy, và hương hoa mai vàng mộng, thế nào, tên của ta có phải rất hay không? Tên của cô nương quả thật hay, tại hạ đi trước. Đứng lại. Muốn chạy đi đâu vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Chuyện gì cũng xen vào. Ta là ai không quan trọng, nhưng ngươi đã cưỡng đoạt dân nữ, đáng chết. Ta chính là quốc sư do hoàng thượng phong. Ngươi có tin không? Ta có thể khiến hoàng thượng giết ngươi. Đến bây giờ, ngươi vẫn không biết hối cải. Nói, mục đích của ngươi thực sự là gì? Ngươi chờ đấy. Bây giờ ta bị thương, nếu không có ngươi đẹp mặt, vì ngươi cứng đầu, thì chỉ có thể gửi ngươi đến quan phủ. Từ từ khai báo. Ngươi buông tay. Ta là quốc sư mà. Làm gì thế? Dừng tay. Người này giả mạo quốc sư. Ban đầu ta định gửi hắn đến nha môn, vì các người đã đến, ta sẽ giao người này cho các người. Quốc sư đại nhân, hắn là quốc sư, không phải sao? Đây không phải là bảo vật của quốc sư sao? Bái kiến quốc sư. Hóa ra ngài mới là quốc sư đại nhân. Đứng lên đi. Vâng, quốc sư đại nhân. Ta đã biết mà, làm sao ngươi có thể là quốc sư? Bây giờ quốc sư đại nhân đã đến, ta xem ngươi chạy đâu. Xin hỏi quốc sư đại nhân, phải xử lý thế nào? Người này cưỡng đoạt dân nữ, tội không thể tha, đưa hắn vào nha môn, xử theo luật lệ đại phong. Vâng, quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân, ta biết lỗi rồi, ta không dám nữa, xin ngài tha cho ta. Quốc sư đại nhân, ta biết lỗi rồi, quốc sư đại nhân. Trường sinh chân nhân, phúc lành giải khắp, không tai không nạn. Trường sinh chân nhân, phúc lành giải khắp, không tai không nạn. Các người đánh bất tỉnh cô bé, muốn làm gì, to gan. Đợi đã. Đứa bé này rõ ràng chỉ là cảm thường, uống thuốc vài ngày là khỏi. Hỗn sự, cô bé rõ ràng bị dịch hạch, cần phải được đưa đến trường sinh giáo, phụng sự Long Vương mới có thể sống sót. Phía sau này là y viện, có phải dịch hạch không? Ta đưa cô ấy đi khám là biết ngay. Được phụng sự Long Vương là vinh hạnh của đứa bé này. Ngươi có biết không, hành động của ngươi sẽ khiến Long Vương phẫn nộ và trừng phạt nhân gian. Đưa đi. Ngươi, đại nhân, đợi đã, đừng nóng vội. Họ là ai? Ta rõ ràng vừa thấy, họ cầm đá, đã đánh đất đứa bé. Ta sẽ đi cứu nó. Những người này đều là sứ giả của giáo phái Trường Sinh. Ở đây mọi người đều tin theo giáo phái Trường Sinh, ngay cả chính quyền cũng không ngoại lệ. Vì vậy, chúng ta không nên hành động bốc đồng. Chuyện này chắc chắn có gì đó khả nghi. Thế này đi, chúng ta theo dõi họ, không phải sẽ biết được sao? Được, họ đang giả vờ phục vụ Long Vương, không biết đã bắt mất bao nhiêu trẻ em. Ta sẽ không để người dân tiếp tục bị họ hại. Đi thôi.
Trường Sinh Chân Nhân từ bi tự ái, xin ngài thay Long Vương ban xuống thần dược, giải cứu dân chúng. Trường Sinh Chân Nhân, đứa trẻ này bị dịch bệnh, xin ngài cứu giúp nó. Được vào giếng khóa long, phục vụ Long Vương, chờ chỉ dẫn của Long Vương, có thể xua đuổi bệnh tật và tai họa. Vâng. Không, đừng, xin ngươi, hãy tha cho đứa bé của ta, xin ngươi. Đưa cô bé đến giếng khóa rồng là để giúp cô bé thanh ngọc lục căn, không vướng bụi trần, chỉ có như vậy mới sống sót. Ngươi là nương của đứa trẻ, chẳng lẽ ngươi không muốn nó sống lâu? Có thể phục vụ Long Vương, đó là cơ hội mà mọi người mong ước, chỉ cần được Long Vương chỉ điểm thì đứa trẻ sẽ sống lâu, về sau có thể còn bay lên trời trở thành tiên, ngươi có hiểu không? Phải, con trai ta đã phục vụ Long Vương nhiều ngày, ta ngày ngày mong nó được Long Vương chỉ điểm. Ngươi là một người phụ nữ không biết gì, ngươi không hiểu, đừng làm trở ngại cho tương lai của đứa trẻ. Mọi người nói đúng không? Đúng vậy. Ta không tin, đứa trẻ nhà ca ta đã vào giếng khóa long, đã lâu không có tin tức gì. Họ đều là những kẻ lừa đảo. Ta không tin. Tiền. Xin ngươi, ta có tiền, ngươi muốn bao nhiêu ta đều trả, xin ngươi, hãy tha cho con ta. Hỗn lão, dám xúc phạm Trường Sinh Chân Nhân và Long Vương, người đâu, bắt bà ta lại cho ta. Trả lại con ta, con gái của ta. Cái gì mà Trường Sinh Chân Nhân? Đều là lừa đảo. Người bất kính Trường Sinh, giết không tha. Vâng. Dừng tay. Ngươi là ai, ta là ai không quan trọng, nhưng các ngươi dám công khai đầu độc người vô tội. Trường Sinh Chân Nhân là đệ tử dưới trướng Long Vương, mỗi lời nói hành động đều là lời của Long Vương, ngay cả quan phủ cũng không thể can thiệp. Ngươi tính là cái thá gì? Đệ tử Long Vương, thật buồn cười, trên đời này thực chất không hề có Long Vương nào cả, và các ngươi chỉ là một nhóm lừa đảo. Còn cái gọi là Trường Sinh Chân Nhân này là kẻ tội đồ xấu xa. Thì ra là ngươi, Thái tử Tiêu Hiền, ngươi thực sự chưa chết, Yến Vân. Đã lâu không gặp. Điện hạ, người này trông giống ngài đến thế, nếu gặp nguy hiểm, có thể thế chỗ cho nhau. Đúng vậy, he, đúng vậy, đúng. Ha ha ha, Yến Vân, trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi, lần này, ta sẽ không cho ngươi cơ hội trốn thoát. Kẻ ngu ngốc cuồng vọng, đã làm rối loạn sự yên bình của Long Vương, ngươi có biết đó là tội nặng đến thế nào không? Hắn muốn ngăn cản con các người trở thành đồ đệ của Long Vương, muốn ngăn cản chúng ta giáo phái Trường Sinh phúc lợi cho dân làng. Các người nên làm gì bây giờ? Giết hắn, không ai có thể phá hoại tương lai tốt đẹp của con trai ta. Giết hắn, nhanh chóng rời đi. Không, ta không thể rời đi, không thể để Tiêu Hiền tiếp tục lừa dối dân chúng. Biến đi, ngươi nói bậy bạ gì thế? Tội nhân Yến Vân đã phá hoại tu luyện Trường Sinh của chúng ta, muốn tái lập Trường Sinh chỉ có thể dùng thịt máu của hắn để xin lỗi Long Vương, Long Vương mới có thể dập tắt cơn thịnh nộ. Các người thật là ngốc nghếch, Yến đại nhân rõ ràng là để cứu các người. Ninh Hương. Đại nhân, đừng lo cho ta, ngươi hãy đi nhanh, mạng của ta vốn dĩ là của ngươi, ta đã nói, vì là ta dẫn ngươi đến đây, tất nhiên ta sẽ đảm bảo ngươi rời đi an toàn. Ninh cô nương, chúng ta hãy chia tay ở đây. Tại sao? Ta sắp đi phơi bày trò lừa đảo của giáo hội Trường Sinh, sẽ rất nguy hiểm, ngươi hãy ở lại đây dưỡng thương, ta đi một mình. Dừng lại, định đi đâu thế? Không biết là không được tự tiện ra ngoài à? À, ta, đại ca, chúng ta chỉ muốn cải thiện bữa ăn thôi, mới lén ra ngoài. Ngươi xem, không thể linh động một chút à? Vào đi, cảm ơn đại ca, đi thôi. Ta không phải đã bảo ngươi đừng theo ta sao? Ta nhẩm tính một chút, ngươi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, thế là ta đã đến cứu ngươi. Ở đây rất nguy hiểm, ngươi quan tâm đến nguy hiểm của ta thế? Chẳng lẽ ngươi đã thích ta rồi sao? Yến đại nhân, chuyện lần trước, cảm ơn ngươi. Yến đại nhân, ngươi quan tâm đến nguy hiểm của ta thế? Chẳng lẽ ngươi đã thích ta rồi sao? Không có. Thôi được rồi, ta không trêu ngươi nữa. Ta đến đây vì đệ đệ ta bị bắt, vậy nên ta mới đến đây, ta phải cứu đệ ấy. Ngươi đã kiểm tra ở giếng khóa long chưa? Chưa, đi, đến giếng khóa long.
vậy thì đi thôi. Đây là giếng khóa lòng à? Có lẽ vậy, nhưng mấy người vừa rồi đâu rồi? Xuống xem thử. Sao lại có nhiều máu thế này? Quả nhiên, những người vào giếng khóa long chắc chắn là bị Tiêu Hiền hại chết. Ở đây chắc không có gì kinh khủng lắm chứ, chỉ là nỗi sợ hãi của con người mà thôi. À, cái gì thế? Chân nhân, Ninh Hương đã đưa Yến Vân xuống giếng khóa long, rất tốt. Bàn thờ đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Lần này, ta sẽ lột ra, nhổ xương hắn, lấy đi long cốt của hắn. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa mà vẫn xông vào, hãy giết, giết hết đi. Ninh Hương, Yến Vân, khi ngươi gọi tên Ninh Hương, trong lòng ngươi nghĩ đến cô ấy, hay là người vợ đã mất của ngươi? Yến Vân ơi Yến Vân, ngươi luôn tự cho mình là người quân tử, nhưng thực ra cũng chỉ là một người phàm mà thôi. Hừ, Yến Vân, vì vàng bạc của cải mà xông vào điện Long Vương, hãm hại hai vị sư đệ của ta, ngươi phải chịu tội gì? Những đứa trẻ này rõ ràng là ngươi đã giết. Ta đến giếng khóa long chỉ để tìm kiếm tung tích của chúng. Đến đây nào, hãy nói cho mọi người biết hai vị sư huynh của ngươi là ai đã giết, ngươi đã trông thấy phải không? Ta thấy là, nghĩ kỹ rồi hãy nói. Hãy nhớ lại xem hai vị sư huynh của ngươi làm sao bị giết, rồi hãy nói ra là hắn. Không thể nào, đừng sợ Tiêu Hiền, hãy nói cho ta, hãy nói cho mọi người, hai người đó cuối cùng là ai đã giết? Ngươi là một đứa trẻ dũng cảm, phải không? Đúng, ngươi là một đứa trẻ dũng cảm, phải dũng cảm nói sự thật. Nói đúng sẽ được thưởng. Là hắn. Ta tận mắt nhìn thấy, chính là hắn. Đứa trẻ còn quá nhỏ, nó sẽ không nói dối đâu. Yến Vân, trẻ nhỏ vô tội, chúng đều là những đứa trẻ, ngươi lại nhẫn tâm giết chết chúng, ngươi đáng chết vạn lần. Ta ở giếng khóa rồng không thấy bất kỳ ai, chỉ thấy xác chết, chắc chắn là ngươi ép buộc nó, ngươi ép buộc nó nói dối. Ta ép buộc sao? Ta thay mặt Long Vương truyền giáo luôn lấy từ bi làm gốc, sao có thể làm chuyện này? Ngươi thì khác, giết chết hai đứa trẻ ngươi còn không thừa nhận, các người nói xem người này phải xử lý thế nào mới có thể làm ngươi giận Long Vương? Xin chân nhân trường sinh chỉ dẫn. Vậy thì hãy đưa tên sát nhân này, đưa lên bàn thờ và thiêu chết, để an ủi linh hồn người đã khuất. Xin lỗi Long Vương, chỉ có thế cơn giận của Long Vương mới có thể nguôi ngoai, thiêu chết hung thủ để xin lỗi Long Vương. Ta có bằng chứng. Đứa trẻ là do hắn giết. Đây là thứ ta tìm thấy dưới đáy giếng, các người có thể xem kỹ, vết máu trên đó rõ ràng là từ nửa năm trước, ta mới tới đây, không thể nào là ta làm. Đây là dây buộc tóc của con gái ta. Tại sao lại ở chỗ ngươi? Dây buộc tóc này là ta tìm thấy dưới đáy giếng. Tiêu Hiền từ lâu đã hại chết con ngươi rồi, không thể nào. Con gái ta ngày nào cũng viết thư cho ta để báo bình an. Trưa nay, nó còn viết thư cho ta. Nó nói rằng đã được Long Vương khen ngợi, sao lại như thế này? Không lẽ con chúng ta cũng bị giết sao? Tất cả chuyện này là một trò lừa đảo sao? Nói năng bậy bạ, nếu các người tin hắn thì đừng mong có được sự trường sinh. Tu tiên cái gì chứ? Trường sinh cái gì chứ? Ngươi là kẻ lừa đảo. Ngươi đã khiến con gái ta chết oan. Nếu các người không tin, các người có thể tự xuống giếng mà xem, con cái của các người đều được chôn dưới đó. Các người chẳng lẽ vẫn còn tự lừa mình dối người? Đêm qua ta dậy đi vệ sinh, nghe thấy từ giếng khóa long phát ra tiếng rên rỉ, lúc đó ta không nghĩ gì nhiều. Sau đó ta mới nghĩ, chắc chắn đó là tiếng khóc của những đứa trẻ, chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ta, nửa năm trước ta đã thấy một người đưa tin, toàn thân đầy máu, từ giếng khóa long bò ra, nhưng lúc đó ta không dám nói gì. Có phải lúc đó chính là lúc hắn giết con chúng ta không? Sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ con cái của chúng ta tất cả đều bị giết rồi sao? Chúng ta xuống giếng xem thử. Đúng, chúng ta xuống ngay bây giờ. Đúng vậy, chúng ta hãy xuống giếng xem. Đúng, chúng ta sẽ xuống giếng. Chúng ta đi ngay bây giờ. Đi. Dừng lại. Uy nghi của Long Vương, làm sao cho phép các ngươi xâm phạm? Các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ thần linh phẫn nộ sao? Có phải là thần? Chúng ta xuống giếng xem.
sẽ rõ ràng. Đúng vậy, liệu con cái chúng ta có còn sống không? Xuống giếng xem là biết. Im đi, đi, chúng ta xuống giếng, một lũ ngu xuẩn. Đại nương, người rốt cuộc là ai? Người dám giết hắn, giết cũng đã giết rồi. Cần gì giải thích, ta nói cho các người biết. Các con của các người chính là do ta giết. Luật pháp không thể làm gì ta. Giết ngươi, giết tên sát nhân này. Báo thù cho con của chúng ta. Chí Viễn, đừng làm ta sợ. Chí Viễn, mau đi. Chí Viễn. Tại sao, có thể chết vì ta, cũng là vinh hạnh của hắn, ta sẽ giết ngươi. Dám phản bội ta, ngươi đã giết Chí Viễn. Ta sẽ báo thù cho hắn. Ta và Ninh Chí Viễn. Trong mắt ngươi là gì? Là những quân cờ. Có cũng được, không có cũng chẳng sao đúng không? Tính cái gì, các ngươi có thể chết vì đại nghiệp của ta, cũng coi như chết có ý nghĩa, ngươi còn muốn gì nữa, nhưng lúc đầu. Ngươi đã cứu chúng ta trở về. Cho chúng ta cơm ăn, cho chúng ta quần áo mặc. Còn nói với chúng ta không phải là những đứa trẻ mồ côi không ai cần. Là ngươi dạy chúng ta võ thuật, dạy chúng ta kỹ năng, còn giúp ta xóa đi vết sẹo trên mặt. Tránh ra, tránh ra. Đi hết đi. Chẳng lẽ những điều đó đều là giả dối sao? Là ta và Chí Viễn giúp ngươi làm hết chuyện này đến chuyện khác, những việc bẩn thỉu không thể nhìn thấy ánh sáng. Các ngươi chỉ là những nô lệ hèn hạ, chỉ là những người ta nuôi để làm chết thay mà thôi, chỉ là những con dao rất vận tay mà thôi. Ta xóa vết sẹo trên mặt ngươi chỉ để cho ngươi có thể quyến rũ Yến Vân kia. Không có ngươi, còn có Trương Hương, Vương Hương, Lý Hương, ngươi là cái thá gì? Tiện nô. Hay cho một cái tiện nô. Ngươi làm gì vậy? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hừ, ta nuôi những tiện dân này chỉ để luyện cửu tinh đại pháp. Ngươi tàn phá bách tính chỉ vì tà công của ngươi. Hừ, hiện nay cửu tinh đại pháp chỉ còn thiếu bước cuối cùng, đó là lấy đi long cốt của ngươi. Giao nộp long cốt, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tiêu Hiền, ngươi dùng bách tính để luyện tà công của ngươi, thật là tội ác tại trời. Hừ, ngươi hiểu gì? Công pháp của ta một khi thành công sẽ có thể thống nhất thiên hạ. Những bách tính hèn mọn này có thể hiến mạng sống của họ cho đại nghiệp của ta, đó là vinh dự của họ, vô sỉ đến cực điểm. Yến Vân, bàn thờ này là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, chỉ cần ngươi bước lên bàn thờ này, ngươi sẽ mất hết công pháp, hóa ra ngươi cố tình dụ ta đến bàn thờ này. Chỉ cần ta lấy được long cốt của ngươi, khi đó công pháp của ta sẽ đại thành. Yến Vân, nạp mạng đi. Kiếm đến. Đi. Ninh Hương. Yến đại nhân, ngươi là người tốt. Xin lỗi, ta đã lừa ngươi, ta không trách ngươi. Cố gắng lên, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra. Ninh Hương sẵn sàng dùng mạng của mình đổi lấy mạng của ngươi. Rất đáng giá. Đây là thuốc giải, sau khi uống vào, công lực sẽ phục hồi. Ninh Hương, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Đại nhân, ngươi nhất định phải cẩn thận thái tử, cẩn thận ảo ảnh của hắn. Được, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra và sẽ trả thù cho ngươi. Không cần nữa. Tạm biệt, Ninh Hương. Ninh Hương, ngươi tên là gì? Ninh Hương. Ninh của thà ăn không có thịt, chứ không thể ở mà không có tre. Hương bóng tre làm thơ gầy, hương hoa mai vào giấc mơ,
tên của ta thế nào, có phải rất hay không? Cô ấy trung thành với ngươi như vậy, ngươi lại đối xử với cô ấy như thế. Chỉ là một tiện tỳ thôi, ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm sao? Tiện tỳ này dám phá hủy trận pháp của ta, làm ta không thể lấy lòng cốt của ngươi ra, ta giết cô ta 1000 lần cũng không đủ. Yến Vân, ngươi giết huynh đệ của ta, hôm nay ta đến tìm ngươi báo thù. Nếu ngươi là nam nhân, dùng mạng sống của ngươi đổi lấy mạng sống của cả làng, thế nào, dám không? Yến đại nhân, ngài là quốc sư, thần dũng vô song, chúng ta chỉ là người dân thường, xin ngài cứu chúng ta. Yến đại nhân, đứng lên, đứng lên, mọi người đứng lên đi. Các ngươi giao Yến Vân ra, ta sẽ để các ngươi một con đường sống, nếu không sẽ có thảm họa tàn sát. Yến đại nhân, vì những dân thường vô tội trong thành này, xin ngài thương xót chúng ta, chúng ta sẽ mãi mãi nhớ ơn ngài. Yến đại nhân, Yến đại nhân, được, ta đồng ý với các ngươi, ngươi đứng lên trước đi, ta đồng ý với các ngươi, nào, đứng lên đi. Yến Vân, ngươi cũng có lúc rơi vào tay ta. Ninh Hương, Ninh Hương, độc nhân đang hoành hành, bằng sức người phàm của chúng ta đã không thể ngăn chặn, chỉ có dùng máu thịt của những người thân của chúng ta để tế kiếm cho Vân Nhi, chỉ khi đó xích luyện kiếm mới thành, Vân Nhi mới có sức mạnh chiến đấu. Cha nương, cẩn thận. Tân Nguyệt, Tân Nguyệt, hãy cố lên. Tân Nguyệt, thanh kiếm này sao chưa xuất hiện? Linh huyết chưa đủ. Ta cũng là người thân của đại nhân. Cẩu Nhi, Cẩu Nhi, thì ra tất cả những điều này đều do ngươi làm. Vân Nhi, tại sao ngươi lại giết nương? Nương, nương, phế vật, thật phí công, nói rằng sẽ bảo vệ bách tính, cuối cùng ngay cả người thân của mình cũng không bảo vệ được. Nương, đó là hài nhi bất hiếu. Yến đại nhân, Cẩu Nhi, tại sao ngươi ở đây? Những gì trước đây ngươi dạy ta tìm công lý, bảo vệ bách tính đều là giả sao? Tại sao ta nghe theo ngươi mà ta vẫn chết? Là ta, là ta đã phụ lòng di nguyện của cha ngươi. Đại nhân, công lý mà ta mong chờ ngài đã đòi được chưa? Xin lỗi Tân Nguyệt, là ta đã liên lụy ngươi. Nương tử, tướng công, ta đây, ta một mình ở đây, ta rất cô đơn, ngươi ở đâu? Nương tử, ngươi đến bên ta được không? Tướng công, nhanh lên. Yến Vân, ngươi chỉ là một kẻ cô độc, giao lòng cốt cho ta, hãy xuống âm phủ và sum họp với vợ con ngươi. Chỉ khi bị người yêu thương quên lãng, người ta mới thực sự chết. Dù họ không còn sống trên đời, nhưng họ luôn sống trong tim ta, chưa bao giờ rời xa, đó chính là bất tử. Cảm giác như vậy, kẻ như ngươi, một tên ác quỷ đổi lốt người, sẽ không bao giờ hiểu được. Yến Vân, ngươi chỉ là một kẻ giả nhân giả nghĩa. Nếu ngươi thực sự nhớ họ, tại sao không xuống âm phủ để ở bên họ? Tiêu Hiền, ngươi thân là thái tử, vốn là người cao quý, hưởng vạn dân kính trọng, nhưng ngươi làm nhiều việc ác,
khiến sinh linh đổ thán. Sau này không ai nhớ đến ngươi, càng không ai cúng tế ngươi, ngươi chết rồi là thật sự chết. Bản thái tử là dưới một người, trên vạn người. Giết vài tên tiện dân thì sao? Đến giờ, ngươi vẫn không biết hối cải, vậy ta hỏi ngươi, cái gọi là đại nghiệp, đều là xương cốt của vạn dân tích tụ. Đại nghiệp như vậy có ý nghĩa gì? Chỉ là định sẵn thất bại mà thôi. Thanh kiếm này là ta báo thù cho cha nương bị giết. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video, hẹn gặp lại video tiếp theo của kênh Mạc TV. Thanh kiếm này là tưởng niệm Trương Cẩu Nhi, Đường Tân Nguyệt, những oan hồn vô tội chết vì ngươi. Thanh kiếm này là thay Ninh Hương, Đinh Chí Viễn, những người bị ngươi làm mù quáng và bị ngươi lừa dối, thay cho tất cả người dân thiên hạ và thay cho công lý thế gian, mà cầu mong trời xanh rõ ràng minh bạch.